Xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một đôi loa rất đặc biệt quý vị, của hãng Fender. Thì đôi loa này là USA, có nghĩa là nó lắp tại Mỹ, nhưng mà các cái củ bên trong là da băng nha quý vị. Thì nó có thiết kế cái chép chạy kèn ở bên trên rất là độc lạ, quý vị thấy là như cái mỏ dịch vậy ha. Như cái mỏ dịch ở phía dưới là cái lưới sắt sở hữu 30cm nha quý vị. Thùng thì nó sơn sần ha, thùng sơn sần, gỗ rất là dày, nặng. Đó. Các cái chân còn nguyên zin ha, Fender 2821. Phần sườn của nó là giống như Bow 301 AV vậy quý vị, xanh sườn nhà binh đó ha, màu nhà binh. Cũ là đóng Fender hết nha, made in Japan. 8 ohm. Loa này 8 ohm quý vị, cũ rất là to ha. Cũ rất to, Fender dạ bằng. Đôi loa này là lắp ở tại Mỹ nhưng mà cũ là của Nhật nha quý vị. Đó. Tra thông số trên mạng là loa trợ kháng 8 ohm, công suất là 200W. Đó, củ chép kèn rất là to luôn quý vị. Củ chép kèn này nó tương tự như những cái đôi Ramsa A200, A300 như quý vị, to bự như vậy đó. Đó, Fender made in Japan 16 ohm. Bass thì 8 ohm, còn kèn là 16 ohm quý vị. Đó, chép cho nên là tiếng chép nó rất là hay ha. Cái dải trên nó rất là hay, chung chép nó rất là hay. Đôi loa này thì karaoke rất là tuyệt vời. Phía trong nó có một cái dòng là để đỡ củ chép nha quý vị. Tại vì cái củ chép này nó bự, nó nặng, nó sợ gãy cổ, gãy củ chép, cho nên là nó thiết kế một cái vòng đệm và một cái đỡ cái chép ở bên trong. Đó, quý vị thấy. Rồi, bên trong của nó phần tầng rất là to luôn ha, gồm hai điện trở, hai tụ và hai cái cuộn. Nói chung cũng to đó quý vị. Bông tiêu âm của nó là sợi thủy tinh nha quý vị. Cái đó này em gỡ hết rồi, đem vệ sinh bên trong sạch sẽ rồi em sẽ bỏ vào lại. Đó, màn bát là màn giấy. Gân của nó là gân vải luôn ha, gân vải tẩm dầu. Quý vị thấy gân vải tẩm dầu nó đánh bát nghe nó hay ha, rất là hay. Tiếng dòng này thì rất là tuyệt vời luôn quý vị. 30cm nha. Con bên trong là nguyên zin hết nha quý vị, con nguyên zin hết nha. Đó. Này nó tương tự, nó hao hao như những dòng Ramsa A200, A300. Nhưng mà những con này thì nó sẽ chắc hơn quý vị. Thiết kế là thùng gỗ ha, mấy con kia là thùng nhựa. Đó, nó ngon hơn nhiều. Thiết kế rất là đẹp mắt, rất là lạ mắt ha. Đó, cái lưới sắt nó bảo vệ, lưới sắt rất là chắc chắn, hàng xịn mà, rất là chắc luôn. Thiết kế cái mỏ dịch nó ra khoảng là một tấc quý vị, một tấc luôn quý vị, nhìn nó rất là lạ ha. Tay cầm là bằng kim loại nha, kim loại nó giống như những cái đôi bi quay đó, tay cầm giống như bi quay hoặc là JBL đó, rất là đã. Phía sau thì chạm loa nó là hai cái dắt 6mm ha. Cái này thì khi anh em mà lấy loa thì em sẽ tặng cho quý vị bộ dây dắt đó, để quý vị về chỉ việc cắm vào là dùng thôi, không cần phải làm, phải tìm. Rất tuyệt vời. Đó, thùng gỗ rất là dày dặn, rất là đẹp quý vị. Thiết kế rất là đẹp ha, có lỗ hơi phía trên. Thì đối với dòng này chúng ta ghép vào đẩy hát karaoke thì nó rất là tuyệt vời nha quý vị. Và với cái mức giá rất là vừa phải. Đó, thay vì chúng ta mua những cái đôi loa Bass 30 của những hãng khác của hay là China, nó cũng tầm, nếu mà loa xịn xịn nó cũng 7-8 triệu, thì chúng ta bỏ tiền ra để mua một cái đôi loa đó, loa Mỹ đó, lắp cũ của Nhật nha. Loa này thì lắp Mỹ nha, tem đóng USA đàng hoàng đó, nhưng mà linh kiện cũ là Nhật, Fender Nhật. Thì quý vị thấy hay những cái thùng loa của Fender bên Nhật thì nó xuất hiện những cái thùng liền công suất rất là nhiều đó, nhưng mà những cái loa full của nó rất ít quý vị. Những cái loa full mà Bass 30 mà chép kèn như thế này thì rất là ít luôn ha, rất là ít luôn, ít gặp lắm. Nói chung đôi này em cũng gặp lần đầu luôn quý vị. Đôi Fender này thiết kế rất là đặc biệt ha, rất là đặc biệt luôn, gặp lần đầu luôn. Giá rất là dễ chịu quý vị, nó giá chỉ có 7.500.000 thôi, 7.500.000 để sở hữu đôi loa Fender Bass 30 mà chép kèn to như thế này, chỉ bằng một đôi Ramsa A200 thôi, rẻ hơn luôn quý vị ha. A300, A200, A300 rẻ hơn luôn.
thùng gỗ nha. Lôi đâm xa thì nó thùng nhựa, còn này là thùng gỗ luôn. Bass 30 cm chép kèn.